Hai ba phẩm phó trúc, lại nữa thiện hiện, nếu các Bồ Tát nghe thuyết nghĩa thú của Bát Nhã Ba La Mật Đa rất tin hiểu, không nghi, không ngờ, chẳng mê mờ, chẳng hoang mang, chỉ nghĩ, lý thú như Phật đã dạy tất nhiên quyết định không điên đảo, các Bồ Tát này quyết định sẽ ở chỗ Phật bất động và chỗ các đại Bồ Tát nghe tất cả Bát Nhã Ba La Mật Đa đối với nghĩa thú sâu xa có thể tin hiểu. Tin hiểu rồi siêng năng tu phạm hạnh sẽ được an trụ địa vị bất thối truyền, an trụ địa vị này rồi mau chứng Bồ Đề. Thiện hiện nên biết, nếu các Bồ Tát chỉ nghe Bát Nhã Ba La Mật Đa còn được vô biên công đức lợi ích thù thắng, huống là hết lòng tin hiểu y như lời dạy tu hành, thì các Bồ Tát này gần nhất thiết trí an trụ chân như, mau chứng Bồ Đề, tuyên thuyết pháp yếu. Khi ấy thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, pháp lìa chân như không thể riêng đắc, thì nói pháp nào gần nhất thiết trí an trụ chân như, người nào chứng Bồ Đề, người nào thuyết pháp yếu? Phật bảo thiện hiện: đúng như vậy, đúng như vậy, pháp lìa chân như hoàn toàn không thể đắc, thì nói những pháp nào gần nhất thiết trí có thể an trụ chân như, mau chứng Bồ Đề, tuyên thuyết pháp yếu, tự tánh chân như còn chẳng thể đắc, huống là có pháp khác có thể tạo tác, nhưng vì thuận theo thế tục nên nói như thế. Trời Đế Thích bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, lý thú sâu xa rất khó tin hiểu. Nếu các Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, tuy biết các pháp đều chẳng thể đắc, nhưng cầu quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, muốn tuyên thuyết pháp yếu cho hữu tình là việc làm rất khó. Các chúng Bồ Tát nghe nói lời này, tâm chẳng chìm đắm, không nghi, không ngờ, chẳng mê mờ, cũng chẳng hoang mang, thì việc như thế rất là hy hữu. Bấy giờ thiện hiện bảo Trời Đế Thích: như lời ông nói, các chúng Bồ Tát nghe nói lời này, tâm chẳng chìm đắm, không nghi, không ngờ, chẳng mê mờ, cũng chẳng hoang mang, thì việc như thế rất là hy hữu. Kiều Thi Ca: các chúng Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, quán các pháp đều không, hoàn toàn không sở hữu, thì ai chìm, ai đắm, ai nghi, ai ngờ, ai mê mờ, ai hoang mang, thế nên việc này chưa phải là hy hữu. Nhưng vì hữu tình ngu si điên đảo, chẳng thể thông đạt các pháp đều là không, nên cầu Bồ Đề, muốn tuyên thuyết phương tiện thiện xảo cho họ, thì chẳng phải là việc khó. Trời Đế Thích thưa: Tôn giả thiện hiện, những điều ngài nói ra đều y vào không, thế nên những điều nói ra thường không ngăn ngại, như có người đem mũi tên ngửa mặt bắn lên hư không, hoặc gần hoặc xa đều không ngăn ngại. Khi ấy Trời Đế Thích bạch Phật: Bạch Thế Tôn, những gì con và tôn giả thiện hiện đã luận bàn là thuận với thật ngữ pháp ngữ của Như Lai, ngay nơi pháp tùy pháp là nói đúng chăng? Thế Tôn bảo Trời Đế Thích: những sự luận bàn của ông và thiện hiện đều thuận với thật ngữ pháp ngữ của Như Lai, ngay nơi pháp tùy pháp là luận bàn đúng. Vì sao? Kiều Thi Ca: vì cụ thọ thiện hiện có biện tài mới trình bày được rằng không có gì là chẳng nương không. Vì sao? Vì cụ thọ thiện hiện quan sát thấy tất cả pháp đều hoàn toàn không, Bát Nhã Ba La Mật Đa còn chẳng đắc, huống là có người hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề còn chẳng đắc, huống là có người chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, trí nhất thiết trí còn chẳng đắc, huống là có người chứng đắc trí nhất thiết trí chân như còn chẳng đắc, huống là có người chứng đắc chân như thành Như Lai tánh vô sanh còn chẳng đắc, huống là có người chứng đắc tánh vô sanh Bồ Tát còn chẳng đắc, huống là có người chứng đắc Bồ Đề Phật. Mười lực bốn vô sở úy còn chẳng đắc, huống là có người thành tựu mười lực bốn vô sở úy. Pháp còn chẳng đắc, huống là có người thuyết pháp. Kiều Thi Ca: cụ thọ thiện hiện đối với tất cả pháp trụ, trụ viễn ly, trụ vô sở đắc, so với hạnh trụ vi diệu của các chúng Bồ Tát đã trụ Bát Nhã Ba La Mật Đa, thì trăm phần chẳng bằng một, ngàn phần chẳng bằng một, cho đến vô số phần cũng chẳng bằng một. Kiều Thi Ca: vì sự an trụ hạnh trụ vi diệu Bát Nhã Ba La Mật Đa của các Bồ Tát so với sự trụ của các Bồ Tát Thanh Văn và Độc Giác khác là tối, là thắng, là tôn, là cao, là diệu, là vi diệu, là thượng, là vô thượng, chỉ trừ sự an trụ của Như Lai. Vì thế nên, này Kiều Thi Ca, muốn là tối, là thắng, là tôn, là cao, là diệu, là vi diệu, là thượng, là vô thượng trong tất cả chúng hữu tình, thì phải trụ Bát Nhã Ba La Mật Đa. Khi ấy trong chúng có vô lượng vô số chư thiên ở cõi trời 33 nghe pháp hoan hỷ, đều đem hương hoa trời thượng diệu dâng lên Thế Tôn và các Bồ Tát. 600 bí xô đều từ chỗ ngồi đứng dậy, gối phải quỳ sát đất, chắp tay hướng về Phật. Nhờ thần lực của Phật nên trong lòng bàn tay của mỗi vị tự nhiên đầy dẫy hương hoa vi diệu.
Chúng bí xô này vui mừng hớn hở, đều đem hoa này giải lên cúng Phật. Giải cúng hoa xong, đồng phát nguyện: chúng con nhờ năng lực căn lành thủ thắng này, nguyện thường an trụ hạnh vi diệu của Bát Nhã Ba La Mật Đa, mau thẳng đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Thế Tôn mỉm cười, như thường pháp của chư Phật, từ nơi miệng phóng ra các thứ hào quang xanh vàng đỏ trắng hồng tía bích lục màu kim ngân pha lê, chiếu khắp vô biên quốc độ của chư Phật, trên đến phạm thế giới thấu phong luân thế giới thấp nhất, và dần dần trở lại xoay quanh bên phải Phật ba vòng rồi nhập vào nơi đỉnh đầu. Ananda từ tòa đứng dậy lễ Phật, chắp tay bạch: bạch Thế Tôn, do nhân nào duyên nào mà ngài hiện mỉm cười như thế? Phật bảo Ananda, các bí xô này trong kiếp tinh dụ ở đời đương lai đều được thành Phật, đồng danh hiệu là tán hoa, đầy đủ 10 hiệu, số thanh văn tăng tất cả đều bằng nhau, tuổi thọ của Phật cũng đồng 20.000 kiếp. Tùy theo ở chỗ nào trời đều mưa hoa năm sắc, do nhân duyên này nên ta mỉm cười. Nếu các Bồ Tát muốn được an trụ tối thắng trụ thì phải trụ Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu các Bồ Tát muốn được an trụ Như Lai trụ thì phải trụ Bát Nhã Ba La Mật Đa. Khánh hỷ nên biết, nếu các Bồ Tát tinh tấn tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa được rút giáo, thì các Bồ Tát ấy đời trước hoặc từ trong loài người sanh trở lại nơi này, hoặc từ trên trời đổ sử đa sanh lại nhân gian. Vì sao? Vì hai chỗ này dễ hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng phải chỗ khác vậy. Khánh hỷ nên biết, Như Lai hiện thấy, nếu các Bồ Tát siêng năng tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, không đoái hoài đến thân mạng, tài sản, thì nhất định được bất thối truyền quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Lại nữa, khánh hỷ, nếu các Bồ Tát lắng nghe thọ trì đọc tụng biên chép Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, chỉ dạy khuyến khích dắt dìu khen ngợi chúc mừng thiện nam tử trụ Bồ Tát thừa vân vân, thì các Bồ Tát ấy quá khứ từng ở chỗ vô lượng chư Phật trồng các căn lành, chứ chẳng phải chỉ ở chỗ thanh văn độc giác vân vân. Lại nữa, khánh hỷ, nếu các Bồ Tát tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng kinh chẳng sợ, thọ trì đọc tụng buộc niệm tư duy hoặc pháp hoặc nghĩa hoặc văn hoặc ý đều thông suốt hoàn toàn, tùy thuận pháp hành, thì các Bồ Tát ấy chính là đang thấy chúng ta là Như Lai ứng chánh đẳng giác. Lại nữa, khánh hỷ, nếu các Bồ Tát nghe thuyết nghĩa thú Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như thế mà hết lòng tin hiểu, chẳng hủy báng, chẳng ngăn ngại, phá hoại, thì các Bồ Tát ấy đã từng cúng dường vô lượng chư Phật, ở chỗ chư Phật đã trồng nhiều căn lành, cũng được vô lượng bạn lành hộ trì. Lại nữa, khánh hỷ, nếu các hữu tình có thể trồng các căn lành nơi ruộng phước tối thắng của Như Lai ứng chánh đẳng giác, tùy nhất định chứng đắc hoặc quả thanh văn, hoặc quả độc giác, hoặc quả Như Lai, nhưng muốn chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề thì cần phải thông suốt hoàn toàn nghĩa thú sâu xa của Bát Nhã Ba La Mật Đa, không ngăn ngại tinh tấn tu hành các hạnh Bồ Tát làm cho viên mãn. Thế nên khánh hỷ, ta đem kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa phó chúc cho ông. Ông nên chính mình thọ trì đọc tụng cho thông suốt, chớ để quên mất. Khánh hỷ nên biết, trừ kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa này ra, thọ trì các pháp khác mà ta đã thuyết, giả sử có quên mất, tội đó còn nhẹ. Nhưng đối với kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, không thọ trì đúng cho đến quên mất chỉ một câu, tội đó rất nặng. Khánh hỷ nên biết, nếu đối với kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, cho đến có thể thọ trì đúng một câu chẳng quên mất, thì đạt được phước vô lượng. Còn nếu đối với kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa chẳng thọ trì đúng cho nên quên mất, dù chỉ một câu thì mắc tội rất nặng, còn lượng phước đồng như trước. Thế nên khánh hỷ, ta đem kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa này ân cần phó chúc cho ông. Ông nên chính mình thọ trì đọc tụng cho thông suốt, như lý tư duy, giảng thuyết, phân biệt, chỉ dạy cho khắp tất cả, làm cho người thọ trì hiểu rõ, rốt ráo văn nghĩa, ý thú. Vì sao? Vì nếu các Bồ Tát đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa thọ trì đọc tụng thông suốt rốt ráo như lý tư duy và giảng thuyết phân biệt chỉ dạy rộng rãi cho mọi người, giúp cho họ dễ hiểu, thì các Bồ Tát này chính là người thọ trì tạng pháp sâu xa của chư Phật quá khứ, vị lai, hiện tại và tuyên thuyết chỉ dạy rộng rãi cho các hữu tình. Khánh hỷ nên biết, nếu các loài hữu tình phát tâm ân cần thanh tịnh đang ở chỗ ta, muốn đem các thứ đồ cúng dường thượng diệu, cung kính cúng dường không mỏi mệt, thì nên đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng,
tinh tấn tu hành như lý tư duy phân biệt giảng thuyết rộng rãi cho hữu tình, hoặc biên chép trang nghiêm đẹp đẽ bằng các thứ cung kính cúng dường chẳng nên rời bỏ. Khánh hỷ nên biết, nếu các Bồ Tát cung kính cúng dường, tôn trọng khen ngợi Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, thì chính là hiện tiền cung kính cúng dường, tôn trọng khen ngợi ta và chư Phật mười phương ba đời. Khánh hỷ nên biết, nếu các Bồ Tát nghe Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, phát tâm ân cần thanh tịnh, cung kính yêu mến, thì chính là phát tâm ân cần thanh tịnh, cung kính yêu mến chư Phật và vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề quá khứ vị lai hiện tại. Khánh hỷ, nếu ông yêu mến ta, chẳng rời xa ta, thì cũng nên yêu mến, chẳng rời xa kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, cho đến một câu cũng đừng để quên mất. Khánh hỷ, ta nói nhân duyên phó trúc kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như thế, dù trải qua một kiếp cho đến trải qua kiếp số nhiều như cát sông Hằng, cũng chẳng thể hết. Nói tóm lại, như ta đã là đại sư của các ông, thì Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa nên biết cũng là đại sư của các ông, như chư Phật ba đời là đại sư vô thượng của chư thiên nhân A Tú Lạc vân vân, thì Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa nên biết cũng là đại sư vô thượng của trời người A Tú Lạc vân vân trong thế gian. Các ông thiên nhân A Tú Lạc vân vân kính trọng ta thì cũng nên kính trọng Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Thế nên khánh hỷ, ta dùng vô lượng phương tiện thiện xảo phó trúc kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa cho ông. Ông nên thọ trì đừng để quên mất. Ta này đem Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa này ở trước vô lượng đại chúng chư thiên nhân A Tố Lạc vân vân phó trúc cho ông. Ông nên chính mình thọ trì đừng để quên mất. Khánh hỷ, nay ta chân thật bảo ông, có các thiện nam tử vân vân với lòng tin thanh tịnh, nếu muốn không bỏ Phật Pháp Tăng Bảo và chư Phật Vô Thượng Bồ Đề ba đời thì nhất định chẳng nên rời bỏ Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, như thế gọi là Pháp của chư Phật chúng ta dạy bảo, trao truyền các đệ tử. Khánh hỷ nên biết, nếu có người nào ưa thích lắng nghe Bát Nhã Ba La Mật Đa thọ trì đọc tụng thông suốt hoàn toàn như lý tư duy, biên chép giảng thuyết thì mau chứng quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ Đề. Vì sao? Vì quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật đều nương vào Bát Nhã Ba La Mật Đa mà phát sanh. Thế nên, này khánh hỷ, nếu các Bồ Tát muốn đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, thì nên siêng năng tinh tấn tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa là mẹ của các đại Bồ Tát, có thể làm cho các Bồ Tát mau chứng bồ đề. Khánh hỷ nên biết, nếu khi Pháp của các Bồ Tát sắp diệt thì hộ trì Bát Nhã Ba La Mật Đa, tức là hộ trì trí nhất thiết trí của chư Phật ba đời, cũng là hộ trì tạng Pháp vô thượng của chư Phật ba đời. Khánh hỷ nên biết, nếu các Bồ Tát siêng năng tu học 6 Pháp Ba La Mật Đa thì mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Thế nên, này khánh hỷ, ta đem 6 pháp ba la mật đa phó trúc cho ông. Ông nên chính mình thọ trì đừng để quên mất. Vì sao? Vì 6 pháp ba la mật đa như thế là tạng pháp vô tận của chư Phật ba đời. Khánh hỷ nên biết, pháp yếu mà chư Phật Thế Tôn mười phương ba đời đã giảng thuyết đều là lưu xuất từ tạng pháp vô tận của 6 pháp ba la mật đa. Phật và đệ tử mười phương ba đời đều nương vào tạng pháp vô tận như thế, tinh tấn tu học, đã chứng, đang chứng, sẽ chứng vô thượng bồ đề, đã nhập, đang nhập, sẽ nhập vô dư niết bàn. Lại nữa, khánh hỷ, giả sử ông vì hạ người thanh văn thừa nói pháp thanh văn, do pháp này nên tất cả hữu tình ở thế giới tam thiên đại thiên đều đắc quả A-la-hán, thì còn chưa vì ta làm việc của đệ tử, đối với việc làm của ông ta chưa thật tùy hỷ. Nếu ông có thể vì người Bồ Tát thừa tuyên thuyết một câu pháp tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, thì gọi là vì ta làm việc làm của đệ tử, ta đối với việc làm này rất tùy hỷ. Lại nữa, khánh hỷ, giả sử tất cả hữu tình ở thế giới tam thiên đại thiên đồng một lúc chứng đắc quả A-la-hán, sự thành tựu các việc phước nghiệp như tánh bố thí chỉ giới tu hành kia thì theo ý ông thế nào, có nhiều không? Khánh hỷ thưa, bạch Thế Tôn, rất nhiều. Phật bảo khánh hỷ, nếu có thanh văn có thể vì Bồ Tát tuyên thuyết pháp tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa, trải qua một ngày đêm lần lượt cho đến trải qua khoảng khảy móng tay, thì vị thanh văn này đạt được lượng phước càng nhiều hơn trước. Vì sao? Vì vị thanh văn này đạt được lượng phước vượt hơn tất cả các căn lành của thanh văn độc giác.
Lại nữa khánh hỷ, nếu có Bồ Tát vì thanh văn thuyết pháp thanh văn, giả sử tất cả hữu tình ở 3.000 đại thiên thế giới do pháp này mà tất cả đều chứng quả A La Hán, thì theo ý ông thế nào Bồ Tát như thế đạt được phước có nhiều không? Khánh hỷ đáp: Bạch Thế Tôn, rất nhiều. Phật bảo khánh hỷ: Nếu có Bồ Tát vì các hữu tình tuyên thuyết pháp tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa, trải qua một ngày đêm lần lượt cho đến trải qua khoảng khải móng tay, Bồ Tát như thế đạt được lượng phước càng nhiều hơn trước. Vì sao? Vì pháp thí tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa vượt hơn tất cả pháp thí tương ưng với thanh văn độc giác và các căn lành của hai thừa kia. Khánh hỷ, nên biết, nếu các Bồ Tát thành tựu nhớ nghĩ căn lành như thế mà lại thối lui quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà thì không có lẽ đó.